Mời bạn đến với podcast Thi Thầm ngày hôm nay với chủ đề 12 mẹo cải thiện chất lượng chuyện ấy. Mày sơ mong muốn cải thiện cương cứng, nâng cấp cực khoái và kéo dài thời gian chiều vợ. 1. Luyện cơ Kegel. Bạn muốn làm chủ thời điểm dụng cụ hoa khóc, chưa ra đến chợ đã rơi hết tiền là sự cố của hầu hết đàn ông vào thời điểm nào đó trong đời. Giáo sư Thomas J. Watts, chuyên gia tiết niệu Đại học Washington khẳng định, một trong những giải pháp làm chậm thời điểm phóng tinh là luyện cơ Kegel, củng cố tăng cường khả năng đàn hồi cơ PC nằm sâu trong nhóm cơ vùng đáy chậu sẽ giúp mày dâu kiểm soát hiệu quả cực khoái trong thời gian hòa nhập. 2. Vé vào cửa thực hành sex. Đa số phu nhân ca thán, phu quân thường lãng quên nụ hôn thông thường. Điều đó có nghĩa phái đẹp coi nụ hôn như vé vào cửa thực hành sex. Tuy nhiên, thực hiện thủ tục nhập môn này, bạn chớ sử dụng lưỡi như mũi giáo, luồn vào miệng nàng và đâm ra ngoài. Thay vào đó, thử nhiều dạng di chuyển khác nhau và áp sát. 3. Thi thoảng cùng nhau chạy bộ. Nếu cảm thấy chạy bộ nhàm chán, có thể thử hoạt động thể chất khác, thí dụ bơi lội hoặc xe đạp. Hãy nghĩ thể dục như dạng khúc dạo đầu đốt cháy mỡ bụng. Tập luyện thể chất tạo hiệu ứng tăng nồng độ dopamine, hormone hạnh phúc, lợi ích. Mồ hôi mày dâu xuất hiện sau đường chạy chứa atrotadione, hợp chất nguồn gốc testosterone, hormone nam giới, gây hưng phấn người đẹp. 4. Tập thể hình và ngủ dậy giấc. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh khi có nhiều testosterone trong máu, mày dâu thụ hưởng nhiều cực khoái hơn và mạnh hơn. Cái gì khả dĩ giúp tăng testosterone trong cơ thể? Tập thể dục thể hình. Hãy chọn bài tập tác động các cặp cơ lớn với áp lực mạnh, thí dụ chống, đẩy, tạ và ngủ dậy giấc. Các nhà khoa học Đại học Chicago đã chứng minh mày dâu ngủ từ 7 đến 8 giờ một ngày, sáng sớm có nồng độ testosterone cao gấp 2 lần, đồng loại có giấc ngủ 4 tiếng. 5. Tập yoga. Bởi yoga giúp người tập tĩnh tâm, cải thiện khả năng mềm dẻo và nhanh nhẹn của cơ thể, cũng như năng lực tập trung vào thời điểm nhất định. Bộ môn thể thao này có thể cải thiện đáng kể năng lực phòng the và lòng tự tin. Tiến sĩ Gracie Landis, chuyên gia tình dục tạp chí Men's Health chia sẻ. 6. Người đẹp cực khoái trước mày dâu. Ian Kerner, tác giả cuốn Chiếc tiên cực khoái của nàng, nổi tiếng khắp thế giới. Trong đó, nhà khoa học giới thiệu hàng chục cách thức dẫn dắt người đẹp đến chốn bồng lai. Theo chúng tôi, chỉ riêng tên cuốn sách đã gói gọn nội dung tác phẩm, bởi đó là mục tiêu phấn đấu của người tình lý tưởng. Đơn giản, cố gắng để nàng cực khoái trước bạn. 7. Không tiếc kem bôi trơn. Sử dụng càng nhiều càng giúp nàng tăng cảm giác thú vị. Đừng mua sản phẩm lão hoắc quảng cáo trên mạng, tốt nhất là gel phổ cập, hàm lượng hóa chất thấp nhất, đó là gel KI hoặc gel siêu âm. 8. Xã tử nghiện ngập. Cái thuốc lá góp nhặt nhiều lợi ích, một trong số đó là sex tuyệt hơn. Khoa học đã chứng minh nghiện thuốc lá là tác động tiêu cực đến sai cậu nhỏ và sức mạnh cứng cứng. Cụ thể, cai nghiện nicotine sở hữu dụng cụ nhỏ hơn so với đồng loại đối chứng. Ngoài tổn thương mao mạch thì hút thuốc nhiều còn có thể gây tổn thương bản thân mô hàn dụng cụ, làm cho dụng cụ kém đàn hồi và cản trở phình to. Tiến sĩ Ewing Colston, chuyên gia tiết niệu Trung tâm Y học Đại học Boston cho biết. 9. Gương treo tường trong phòng ngủ. Gương khủng gần giường ngủ có thể hâm nóng không khí phòng the, bởi nó gây ảo giác cặp đôi bị nhìn trộm trong thời gian hành sự. Hiệu ứng gia tăng, hiệu quả hưng phấn. 10. Trò chơi vẽ hình. Dân xanh nơi ai cũng biết, lúc gần gũi nàng có nhu cầu kích hoạt điểm C để vươn tới cực khoái. Giải pháp hiệu quả nhất. Kết quả thống kê phát phiếu thăm dò thực hiện với sự tham gia của 1.055 người đẹp tại Đại học Indiana, Mỹ, cho thấy cứ 4 đối tượng có 3 lên tiên khi đối tác vẽ những hình tròn xung quanh điểm C. 11. Massage bàn chân. Lý do, bàn chân có vô số điểm nhạy cảm và xoa bóp bàn chân tạo hiệu ứng đồng thời thư giãn và kích thích. Ngoài ra thì massage bàn chân còn có tác dụng hâm nóng bộ phận này. Bạn có biết phụ nữ tăng 30% cơ mạch cực khoái khi có bàn chân ấm. 12. Thao tác kiểu kinh điển. Người Hoa cổ đại thế kỷ thứ tư trước công nguyên đã đúc kết dạng thao tác của mày dâu công đoạn hòa nhập khả dĩ, tăng tối đa đê mê phu nhân. Với tư thế kinh điển, kiểu 9 nông 1 sâu được cho là tối ưu. Lý do, điểm nhạy cảm nhất bên trong câu lạc bộ nằm ở 1/3 độ sâu ấm khoái cảm.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe podcast Thì Thầm với chủ đề 12 mẹo cải thiện chất lượng chuyện ấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 21 giờ tối mai trên báo điện tử Tiền Phong.